Rồi bây giờ tôi sẽ đào cho tất cả các bạn cùng xem. Xem là sâm đông quy trực tiếp tại vườn nó như nào đấy các bạn nhé. Đây tôi sẽ đào cái này. Đây tôi sẽ để cái máy quay ở đây. Đấy. Wow. Đấy. Sâm đông quy trực tiếp tại vườn là như này nhé các bạn nhé. Chào tất cả bác. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 12 năm 2010, 10 giờ. Đấy, ở trên tôi 9 độ C. Và hôm nay tôi tiếp tục đi đào sâm cho khách. Đây xung quanh các bác có thể thấy là ruộng của anh em. Đấy, còn ruộng của nhà tôi thì năm nay tôi quay hết, tôi trồng sâm rồi. Nhiều bác bảo là ở trên tôi trồng sâm nhiều thì phải bán rẻ như khoai đây. Thì tôi xin thưa với các bác là không có chuyện đấy đâu. Tại vì là mình có cái sự đầu tư vào thì mình gọi là cái kết quả mình thu được thì nó cũng xứng đáng. Đấy. Mình để mà trồng được cái một cái vườn sâm như thế này thì không phải là chuyện dễ dàng gì mà có được. Đấy, cho nên là nhiều bác hay thắc mắc là bảo là sâm đắt hay rẻ thì các bác cũng nên bỏ đi cái suy nghĩ là sâm đắt. Đây, các bác có thể thấy tôi quay cả cái khu này để mà trồng sâm thì cũng gọi là tốn mất bao nhiêu là công sức, tiền của để cho trâu bò nó không vào được thì mình bắt buộc mình phải quay lên trồng sâm. Đây thưa bác, đây là sâm đương quy đây này các bác này. Đấy, nó rất là nhiều luôn nhé. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 12 đấy. Đấy, còn rất nhiều. Bác nào có nhu cầu về sâm đương quy thì hãy liên hệ cho tôi số điện thoại hoặc là Zalo 0374988027. Đâu đó thì tôi cũng đào khá là nhiều. Gọi là mấy hôm nay rất là bận nên là có thể nhiều bác tôi sẽ hơi chậm đơn, các bác thông cảm. Thì là những cái bác nào mà gọi trước thì tôi sẽ gửi trước, còn bác nào gọi sau thì tôi sẽ gửi sau. Đấy, các bác cứ yên tâm là bác nào cũng có nhé. Đấy. Rồi bây giờ tôi sẽ lấy đồ nghề để đào rồi cho tất cả bác cùng xem. Rồi bây giờ tôi sẽ đào cho tất cả các bạn cùng xem. Xem là sâm đông quy trực tiếp tại vườn nó như nào đấy các bạn nhé. Đây tôi sẽ đào cái này. Đây tôi sẽ để cái máy quay ở đây. Đấy. Wow. Đấy. Sâm đương quy trực tiếp tại vườn là như này nhé các bạn nhé. Đây. Ta sẽ bỏ cái lá này đi. Cũng tùy theo yêu cầu của khách hàng. Đây có người thì thích để một chút lá như này, có người thì bảo cắt hết. Cắt từ cái cổ này này.
cắt hết, mình làm theo yêu cầu của khách hàng. Đây củ này thì được hơn 3 lạng này các bạn này. Đấy. Chắc chắn là được hơn 3 lạng. Đấy. Tuy nhiên là trong cái quá trình mà vận chuyển thì không thể nào mà tránh khỏi cái sự mất nước. Đấy, nó hao, chắc chắn là nó sẽ hao khá là nhiều, tại vì là phần đa cái củ sâm này đấy, nó là nước mà, nên là trong quá trình vận chuyển thì nó sẽ hao đi. Và tuy nhiên là các bạn cứ yên tâm là khi mà để lại lá này với lại trong quá trình vận chuyển, tôi bao giờ tôi cũng để là cân thừa, hoặc là tôi cho các bạn khoảng từ 2 đến 3 củ như thế này đấy, để là bù trừ đi. Tuy nhiên là cũng không thể nào mà, ví dụ như là các bạn đạt 10 cân chẳng hạn, thì tôi sẽ để khoảng 11 cân, 12 cân đấy. Tuy nhiên là khi mà đến chỗ các bạn nhận hàng thì nó cũng còn khoảng là 9 cân đấy, 9 cân hoặc là hơn 9 cân thôi, chứ nó không thể nào gọi là 10 cân được. Tại vì là cái loại này nó, sâm này nó rất là hao. Đấy. Rồi. Tiếp tục. Tôi cho các bạn xem cây này nữa. Vâng, tôi tiếp tục cho các bạn xem cái cây này, xem là nó có đẹp không. Thế tôi toàn chọn những cái củ mà nó già, đẹp. Đây, rễ của nó đây các bạn này. Đây. Để mà tránh cái sự đứt rễ thì chúng ta nên đào xa một chút. Tuy nhiên là không thể nào mà gọi là tránh được hẳn là một củ sâm mà không có cái rễ nào đứt, thì nó không có cái chuyện đấy. Đấy, bao giờ nó cũng sẽ bị đứt một vài rễ. Đấy, đẹp chưa các bạn? Đây là toàn hàng gọi là hơn 2 củ, 3 củ thì hơn 1 cân đấy. Rồi, tôi không chọn nữa, tôi đào luôn cái củ này cho các bạn xem. Đây. Nhiều bác ấy hay điện cho tôi, điện về cho tôi bảo ở chỗ tôi trồng sâm như trồng khoai thì giá sâm thì cũng nên rẻ như khoai. Thì thưa các bác là không có đâu. Khoai là cái thực phẩm hàng ngày, còn sâm đây là làm thuốc, thì không có bao giờ ở đâu, ở bất kỳ đâu cũng thế, không bao giờ có cái chuyện mà thuốc nó lại rẻ hoặc là bằng cái thực phẩm hàng ngày của mình được. Đấy. Đây, đẹp chưa các bác? Đấy, không biết các bác có thấy không? Rồi, bây giờ tôi sẽ sâu cho các bác xem về củ sâm. Đây, sâm này các bác này. Đấy. Sâm trực tiếp tại vườn luôn nha các bác nhé. Này. Loại này thì khá là vip rồi. Đấy. Hàng xịn sò luôn. Cái này quá đẹp. Đây. Đó. Rễ nhiều chưa? Rất là nhiều rễ luôn này. Đấy, có một số cây thì nói chung là cũng như con người thôi, người còn có người cao người thấp. Sâm cũng vậy thôi. Đây này. Đẹp chưa? Đây, ở bên này nữa. Đây là các bác này. Đấy. Quá chất luôn. Đây.
đây này nữa. Đấy, đẹp chưa các bác? Đây, bên cạnh những củ sâm to thì nó cũng có một hai cái củ nhỏ như thế này. Vâng, đây thưa các bác, sâm đẹp chưa? Quá đẹp luôn, quá chất luôn. Đấy, đây nó như này này, tại vườn luôn nhé các bác này. Đấy, rồi tôi chỉ sâm một chút như này cho các bác xem thôi. Bác nào có nhu cầu về sâm đương quy, hãy liên hệ số điện thoại hoặc là Zalo 0374988027 các bác nhé. Tôi còn rất nhiều đương quy, đảm bảo là có thể cung cấp được khoảng 2 tấn. Đấy, đây, rất là rộng luôn các bác ạ. Đấy, rồi, xin chào tất cả các bạn.